Xin chào tất cả các cậu, chào mừng các cậu đã quay trở lại với Wetsuwe Anime. Anime có rất nhiều thể loại, trong đó gồm nhiều pha hành động, combat cháy máy, nảy lửa rất bắt mắt. Thế nhưng có những thứ không màu mè, không cháy nổ, nhưng lại là một thứ tạo nên một nhân vật siêu đỉnh thu hút người xem, đó chính là độ thông minh, nhiều não của nhân vật. Ở video lần này, Wetsuwe sẽ cùng các cậu xếp hạng 10 nhân vật có IQ cao nhất thế giới anime nha. Ok, let's go! Lưu ý, bảng xếp hạng dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo. Nếu các cậu thấy có thông tin gì không đúng lắm, hãy comment ở dưới để mọi người cùng bàn luận nhé. Top 10. Norman trong The Promised Neverland. Norman là một đứa trẻ trong Gracefield House cùng với hai người bạn của mình là Ray và Emma. Cả ba đều được coi là hàng chất lượng cao. Trong đó, Norman được đánh giá là nhỉnh hơn hai bạn của mình, là đứa trẻ thông minh nhất Gracefield. Norman giỏi hơn bất cứ ai. Ngoài trí thông minh đỉnh cao, cậu còn là một thiên tài chiến lược, có năng khiếu lãnh đạo. Khi phát hiện ra sự thật về Gracefield, Norman đã dẫn dắt những người bạn mình lập nên được một kế hoạch tỉ mỉ đến từng chi tiết để trốn thoát khỏi lò chăn nuôi đó. Thế nhưng Norman đã phải rời đi và hy sinh mình để các bạn trốn thoát. Thế nhưng về sau, Norman đã trở lại và lợi hại hơn xưa khi mà tự mình xây dựng nên hẳn một đội quân cách mạng chống lại cả thế giới quỷ. Mặc dù thông minh như vậy, nhưng Norman vẫn còn là một đứa trẻ. Nếu Norman trưởng thành hơn nữa, thì có lẽ sự thông minh của Norman còn có thể được xếp ở top đầu. Với vị trí thứ 10, IQ Norman rơi vào khoảng 180. 9. Rappo Edogawa trong Bungo Stray Dogs. Người xếp hạng thứ 9 trong bảng xếp hạng nhiều não này chính là thám tử lừng danh Rappo Edogawa. Được biết tới với cái tên thám tử giỏi nhất thế giới, Rappo gần như là một trụ cột của cơ quan thám tử vũ trang. Mặc dù xung quanh anh toàn là những người có siêu năng lực, nhưng không phải vì thế mà Rappo bị lép vế. Thậm chí anh còn nổi bật hơn tất cả nhờ vào óc suy luận đỉnh cao của mình. Với năng lực siêu suy luận, hoặc ít nhất anh ta tự nghĩ là vậy, mỗi khi đeo kính vào là anh ta có thể kích hoạt năng lực và suy luận mọi thứ, dù là những manh mối nhỏ nhất, để tìm ra được sự thật. Dù vụ án có khó đến đâu, thì chỉ cần một cái liếc mắt là Rappo có thể suy đoán ra mọi thứ. Như đã thấy trong anime, Rappo chỉ cần nhìn hiện trường là đã có thể phá án một cách không thể chi tiết hơn vụ án giết Yamagiwa, từ hung thủ đến nơi gây án, động cơ gây án, thậm chí cả câu nói cuối cùng của nạn nhân. Với trí thông minh như vậy, có lẽ IQ của Rappo ở tầm 195. Ở vị trí thứ 8 là Shikamaru Nara trong Naruto. Trong series Naruto, chúng ta đã được xem khá nhiều pha chiến đấu cân não, nhưng để nói đến nhiều não thì phải nói tới những trận đánh của Nara Shikamaru, là một tộc nhân của tộc Nara, một tộc vốn đã nổi tiếng với trí thông minh, cung thuật bắt bóng chứ danh. Bằng những gì đã thể hiện, Shikamaru xứng đáng có một chân trong danh sách này, không phục ư? Hãy thử xem lại những trận đánh của Shikamaru với Temari, với Tayuya hay thậm chí cần cả Hidan, một thành viên bất tử của Akatsuki xem. Shikamaru có một trí óc chiến thuật rất linh hoạt, khả năng đọc tình huống cũng như thích nghi với những thứ bất thường rất tốt. Để từ đó dù bộ não nhiều nếp nhăn của mình xử lý mọi vấn đề một cách trơn tru. Khi trưởng thành, Shikamaru đã rất nhanh được đứng ở vị trí cố vấn cho Hokage. Anh chàng bắt bóng này về IQ chắc hẳn phải đạt tới tầm 214. 7. L trong Death Note. L hoặc các bí danh Hideki Ryuga, Ryuzaki, Arado Coil và Deneuve, anh ta đạt được danh tiếng như các thám tử tài ba nhất trên thế giới. Tuy nhiên, anh chàng chỉ giao tiếp với thế giới thông qua người trợ lý Watari. Sau khi gặp các đội điều tra Kira, L yêu cầu các lực lượng đặc nhiệm này gọi là Ryuzaki. Nhóm điều tra Kira không bao giờ biết được tên thật của anh chàng. L có bộ dạng khá nhếch nhác và gương mặt uể oải khi xuất hiện với sự suy luận và cái nhìn sâu sắc với những sở thích khá kỳ lạ. Nhưng có lẽ điều này quá ư là bình thường đối với một thiên tài như L. Cậu ta có xu hướng đoán góc độ thứ hai trong tất cả mọi thứ, được trình bày và cực kỳ tỉ mỉ khi phân tích. Sự thông minh của L có thể khiến những người xem anime cảm thấy bất ngờ và xem anh như một biểu tượng của một thiên tài lập dị, cùng khả năng phá án vô cùng siêu việt, bình tĩnh suy luận, mò ra từng sai lầm của Kira. L đã vài lần làm lại suýt bị dồn vào đường cùng. Tôi đánh giá IQ của L vào khoảng 220. 6. Meruem trong Hunter x Hunter. Mặc dù là người này nằm ở top 6, nhưng nếu đo về sức mạnh thì vô kiếm Meruem có khả năng cất hết mọi người trong bảng xếp hạng này. Đầu tiên để nói về Meruem thì các cậu phải hiểu Meruem là một sinh vật tối thượng, được sinh ra như là một sinh vật thông minh nhất, mạnh nhất. Nhưng dù là không nói về sức mạnh khủng khiếp của Meruem, nhưng nếu xét về trí thông minh thì Meruem cũng là một đối thủ rất đáng gờm. Từ khi mới sinh ra, Meruem đã có một trí thông minh tuyệt đỉnh, vượt xa mọi sinh vật. Với trí nhớ và óc phân tích siêu hạng, vua kiến có thể tiếp thu mọi kiến thức trong thời gian rất ngắn. Meruem có thể thành thạo nhiều loại trò chơi trí tuệ như cờ chỉ bằng cách đọc luật chơi và dễ dàng đánh bại được ba nhà vô địch của ba môn cờ vua, cờ vây và cờ shogi.
khả năng tư duy và chiến thuật ở mức siêu hạng, có thể tính toán và xuyên qua lớp phòng thủ tuyệt đối của Neteto và đánh bại người có niệm mạnh nhất thế giới. Với trí thông minh bẩm sinh của mình, Meruem sẽ đứng ở vị trí thứ 6 với 222 điểm IQ. 5. Koro Sensei trong Assassination Classroom. Người tiếp theo với tốc độ lên tới 20 Mach khiến sự tư duy và tính đa nhiệm của ông cũng tăng lên một cách đáng kể. Đó chính là Koro Sensei, người thầy tuyệt vời nhất. Trước khi trở thành bạch tuộc màu vàng, Koro Sensei đã rất thông minh. Nhưng đến khi có thể bị biến đổi, trí tuệ của Koro Sensei thậm chí còn tăng theo cấp số nhân. Bỏ qua việc ông ấy nhanh và giỏi về các kỹ thuật ám sát như thế nào đi, riêng trí tuệ của Koro Sensei đã đủ làm ông siêu đỉnh rồi. Tất cả các học sinh của ông đều được ông phân tích một cách kỹ càng và đưa ra cách học hiệu quả nhất cho học sinh đó. Những thứ gì liên quan đến việc giảng dạy thì chỉ cần nhìn qua một lần là Koro Sensei đã có thể ghi nhớ nó trong đầu. Người thầy này còn học thuộc tất cả các sách giáo khoa của Nhật để dạy cho học sinh của mình. Với tốc độ là một lợi thế lớn, Koro Sensei dễ dàng chiếm được top 5 với IQ ở mức 227. 4. Senku trong Dr. Stone, thức dậy sau 3.700 năm hóa đá. Chàng trai trẻ Senku đã dùng trí thông minh và kiến thức của mình hồi sinh lại loài người, cũng như từng bước tái tạo lại trái đất. Cậu ta có thể được coi là một cuốn bách khoa toàn thư về khoa học, vì không có gì mà cậu ta không biết. Với kiến thức chuyên sâu về hóa học, vật lý, kỹ thuật, địa chất, sinh học và toán học, cậu ta có thể dễ dàng tạo ra các công cụ, y học và thậm chí cả thuốc khử hóa đá. Tất cả đều làm trong thời kỳ chỉ có đá và đá. IQ của thiên tài khoa học này được đánh giá ở mức rất cao, lên tới 230. 3. Sora và Shiro trong No Game No Life. Người nằm trong top 3, không ai khác chính là hai anh em Sora và Shiro. Sở dĩ tớ cho hai người này chung một vị trí, vì hai anh em họ như là một thể thống nhất vậy. Nếu tách hai người khỏi nhau, sẽ không còn minh mẫn và suy nghĩ được điều gì. Thế nhưng khi hai anh em kề vai sát cánh, trí thông minh của họ vượt xa những người khác rất nhiều. Sora và Shiro là hai anh em tạo nên huyền thoại Internet với thành tích quán quân tất cả các bảng xếp hạng game. Tuy họ luôn phải phối hợp với nhau, chơi chung một tài khoản và bất khả chiến bại trong các trò chơi, thậm chí là điều khiển nhân vật bằng chân vẫn có thể giành được chiến thắng. Người anh thì có tố chất lãnh đạo, tư duy chiến thuật sắc bén, còn người em gái Shiro thì có vẻ nhỉnh hơn một tí. Cô bé là một thần đồng ở tuổi 11, chưa từng học qua trường lớp nào nhưng thành thạo 18 ngôn ngữ, học ngôn ngữ mới trong thời gian rất ngắn. Nằm trong top 3, hai anh em này được đánh giá IQ ở mức 236. 2. Lelouch Lambertouche trong Code Geass. Nếu không sở hữu năng lực Geass, có thể điều khiển người khác, Lelouch vẫn là một đối thủ không hề tầm thường với trí tuệ của mình. Lelouch gây ấn tượng so với các nhân vật khác, ở tài thao lược, xây dựng chiến thuật, đã không ít lần qua mặt được cả những chiến lược gia dày dặn kinh nghiệm nhất của Britannia. Từ khi bắt đầu là một cậu học sinh thể lực yếu, chỉ thích nghỉ học đi đánh cờ thuê, với niềm căm thù Britannia, Lelouch đã lập cho mình một đội quân chống lại cả một đất nước cho đến tuyên bố nước Nhật Bản có chủ quyền riêng, rồi cuối cùng thống trị cả thế giới. Cậu không chỉ là một nhà lãnh đạo siêu việt mà còn tài ba trong lĩnh vực quân sự, chính trị, điều mà không một ai ở lứa tuổi này làm được. IQ của Lelouch có thể lên tới 243. Và người cuối cùng chiếm giữ vị trí top 1 cũng như được nói là một con người thông minh nhất được biết tới với cái tên là sát nhân hàng loạt Kira, là đối thủ của thám tử L nổi tiếng, người nắm giữ Death Note, Light Yagami. Light sở hữu khả năng phân tích, phán đoán cực kỳ sắc sảo, khiến bất cứ ai cũng phải kinh ngạc. Mỗi lần anh này suy luận là kiểu gì cũng phải căng mắt đọc từng câu chữ mới hiểu anh nói gì. Trong các nhân vật có mặt trong top này, có thể nói khó một ai có thể vượt qua Light ở khả năng lập mưu kế một cách tỉ mỉ, khéo léo, chính xác đến từng giây. Light gần như luôn đi trước một bước so với đối thủ của mình như một con chuột đầy ma mãnh và khôn khéo. Anh luôn tạo được bằng chứng ngoại phạm hoàn hảo, chưa một lần để lại dấu vết. Tưởng có lúc đã lép vế trước L, nhưng thực ra tất cả luôn nằm trong kế hoạch chi li và chính xác tuyệt đối của anh. Dù là nhân vật phản diện, nhưng người đọc vẫn luôn bị hấp dẫn bởi sự thông minh, tài trí của anh. Người top 1 sở hữu IQ ở mức 250. Trên đây là bảng xếp hạng 10 người thông minh nhất thế giới anime. Các cậu còn biết nhân vật anime nào có não to nữa không? Hãy comment ở dưới để mọi người cùng phân tích và dự đoán IQ của người đó nha. Cảm ơn các cậu đã đón xem video. Hẹn gặp lại các cậu ở những video lần tới. Wish you great out.